Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Giả sử có chúng sanh nào bất hiếu, thậm chí nhẫn tâm sát hại cả cha và mẹ của mình, thì kẻ đó phải đền tội vĩnh viễn ở trong địa ngục vô gián, chẳng bao giờ được thoát ra. Chúng sanh chúng ta có bổn phận phải hiếu thảo với cha mẹ. Không hiếu thảo với cha mẹ là đã có tội rồi, huống chi là giết hại cha mẹ. Đó đều là những tội ác tày trời. Chúng ta làm người thì phải biết ăn ở cho hiếu thảo với cha mẹ, chu toàn bổn phận làm con. Tại sao con người cần phải lo tròn hiếu đạo? Hiếu thảo là gốc của con người. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ, tức là quên mất nguồn cội. Có câu: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, phụ ngã súc ngã, trưởng ngã dục ngã, cố ngã phục ngã, xuất nhập phúc ngã, dục báo chi đức, hạo thiên võng cực. Nghĩa là: cha sinh ra ta, mẹ dưỡng nuôi ta, dỗ về thương mến nuôi ta lớn khôn, yêu thương đùm bọc ra vào nâng niu, lòng mong báo đáp công ơn trời bể. Đây nói cha cho ta sự sống, mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi, công ơn ấy bao la không bờ bến, còn cao hơn trời và dày hơn đất nữa, nên chúng ta khó thể báo đáp cho trọn vẹn. Hạo thiên tức là bầu trời cao rộng hơn hết, nhưng dù cao đến đâu, rộng đến thế nào thì cũng không thể sánh bằng công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên là kẻ làm con, chúng ta nhất định phải hiếu thuận cha mẹ. Thế nào gọi là hiếu thuận cha mẹ? Phải chăng ngày ngày chúng ta mua cho cha mẹ vài món ngon vật lạ, dăm bộ quần áo mới, tức là có hiếu rồi? Chưa phải. Đó chỉ là hình thức, là lớp vỏ ngoài của sự hiếu thuận mà thôi. Vậy thì nội dung của hiếu thuận là gì? Chúng ta phải lấy thuận làm hiếu, chiều theo tâm ý và nguyện vọng của cha mẹ mình. Cha mẹ vui thì mình cũng nên vui. Những gì cha mẹ yêu thích thì mình cũng nên mến chuộng. Có người vừa nghe như thế liền nói: như thế tức là hiếu thuận ư? Cha tôi thích hút thuốc phiện, mỗi ngày hút hết một lạng. Nay tôi hút mỗi ngày hai lạng thuốc, tức là tôi có hiếu lắm rồi, vì tôi biết thuận theo sở thích của cha tôi. Đó có phải là thuận không? Không phải. Thuận là thuận theo tâm ý, chứ không phải thuận về chuyện hút sách, ăn uống. Thí dụ, thấy cha mình thích ăn bánh mì bơ, mình cũng muốn dành ăn. Nói: con cũng thích món này, ba để con ăn trước, con ăn no rồi thì ba hẳn ăn. Đó gọi là tranh, chứ không phải thuận. Thuận ở đây tức là thuận theo những ước muốn chánh đáng của bậc cha mẹ đối với con cái. Chúng ta phải tìm hiểu tâm nguyện cũng như sở thích của cha mẹ để khỏi làm trái ý hoặc phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Đó gọi là hiếu vậy. Vừa rồi chúng ta có nghe nói là công ơn của cha mẹ thì toát phát nang báo. Toát phát có nghĩa là số tóc trên đầu. Vậy toát phát nang báo ngụ ý rằng tóc trên đầu còn có thể đếm được tuy khó, chứ ơn cha nghĩa mẹ thì khó thể đáp đền. Cho nên ai ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Trong khóa hè năm ngoái, tôi đã giảng về câu: dê con quỳ bú, quạ con mớm mẹ. Câu này có nghĩa là dê con mỗi khi bú đều quỳ hai chân trước xuống trước mặt dê mẹ, còn quạ con thì biết mớm mồi nuôi quạ mẹ. Do đó ở Trung Hoa người ta gọi quạ là loài chim hiếu, hiếu điểu. Vì sau khi ấp trứng nở ra quạ con, quạ mẹ già yếu không bay đi kiếm mồi được nữa, nên quạ con bèn đi tìm thức ăn mang về cho quạ mẹ. Quý vị xem, quạ và dê đều là loài cầm thú,
mà còn biết hiếu thảo với cha mẹ, huống hồ chi là loài người chúng ta. Do đó, nếu chúng ta ăn ở bất hiếu với cha mẹ, thì chúng ta còn thua cả loài cầm thú nữa. Loài người chúng ta có đầy đủ hạnh đức ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, thì lẽ nào chúng ta lại chẳng bằng cả loài quạ, loài dê? Cho nên, làm người thì điều quan trọng nhất là phải hiếu thảo với cha mẹ. Có người bùi ngùi hối tiếc: tôi rất thiết tha muốn báo hiếu cho cha mẹ, tiếc thay nay tôi đã xuất gia đi tu rồi, không thể cận kề hôm sớm để chăm sóc sau thân. Vậy thì tôi phải làm thế nào để báo hiếu bây giờ? Xuất gia tu hành là một hành động thể hiện lòng đại hiếu, bởi đó chính là hạnh hiếu thảo vĩ đại nhất, cao cả nhất. Có câu: nhất tử nhập Phật môn, cửu tổ thăng thiên, nghĩa là một người con vào cửa Phật thì chính đời tổ tiên được thăng lên cõi trời. Nếu quý vị xuất gia tu đạo thì tất cả tổ tiên trong chính đời đều nhờ công đức tu hành của quý vị mà được siêu thăng lên cõi trời. Cho nên xuất gia không phải chỉ là báo hiếu cho cha mẹ hiện đời, mà còn báo hiếu cho cả cha mẹ và tổ tiên trong những đời quá khứ nữa. Tuy nhiên, quý vị xuất gia mà phải chân chánh tu hành thì mới báo hiếu được. Còn nếu quý vị cứ giải đãi, không tinh tấn dụng công tu tập, thì chính đời tổ tiên, cửu tổ của quý vị vẫn phải đọa địa ngục, và bấy giờ họ sẽ than khóc. Vì sao họ khóc? Họ than thở với nhau rằng: tôi cứ tưởng là có được con cháu xuất gia tu đạo thì chúng ta sẽ nhờ đó mà được thăng thiên. Ngờ đâu con cháu này lại chẳng chuyên cần tu tập, suốt ngày chỉ biết ngủ với nghỉ, vô cùng lười biếng. Giờ đây những nghiệp tội của chúng ta không được xá miễn chút nào, và chúng ta vẫn phải tiếp tục trầm luân trong địa ngục. Vì vậy, tuy nói rằng xuất gia tu hành thì cửu tổ của mình được sanh thiên, nhưng nếu quý vị không tinh nghiêm tu đạo thì cửu tổ vẫn bị đọa địa ngục như thường. Chớ nói rằng tôi đã xuất gia đi tu rồi, cửu tổ nhất định sẽ được thăng thiên. Bởi vấn đề ở đây không phải như vậy. Nếu quý vị chỉ cạo đầu xuất gia rồi chẳng chịu tu hành gì cả, thì cửu tổ vẫn không được thăng thiên. Trái lại, nếu quý vị chân chánh tu hành thì trong tương lai sẽ siêu độ được cha mẹ cùng tổ tiên của quý vị, và đó mới chính là đại hiếu vậy. Bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chú tiểu Sa Di, đệ tử của tôi. Hôm nay tôi đến chánh điện và đợi rất lâu mà chú ta vẫn chưa ngủ dậy. Thấy thế khiến cho tôi, một vị sư phụ vốn không nổi nóng, cũng phải nổi nóng mà gắt lên: là người xuất gia, sao con lại lười biếng đến thế? Chú Sa Di này cũng ngoan, không dám đối đáp lại tiếng nào. Sau đó tôi tra hỏi cặn kẽ mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Quý vị có biết như thế nào không? Bây giờ tôi xin kể cho mọi người cùng biết. Thì ra chú Sa Di này cứ nằm dài như thế là vì đói, chứ không phải lười biếng. Chú ta đói đến nỗi lả người, tay chân bủng rủng. Vì sao chú đói đến thế? Mấy hôm nay chú muốn thử mang bình bát đi hóa duyên, khất thực một mình. Ngày nào chú cũng đi, nhưng đều không được ai bố thí gì hết. Thế là chú sanh ra giận dỗi, trở về chùa cũng không chịu ăn uống gì cả. Tính đến hôm nay là chú đã nhịn đói được 6-7 ngày rồi, cho nên mới kiệt sức, không ngồi dậy nổi. Ấy thế mà tôi chưa rõ sự tình ra sao cả, đã vội nóng nảy rầy la chú ta một trận nên thân. Cũng may là sau đó tôi nghĩ lại và hỏi han chú: vì sao con lại lười biếng thế? Con nói thật cho sư phụ biết đi. Bấy giờ chú ta mới chịu thú thật: vì không có ai bố thí cho con không có cái gì ăn nên mới bị kiệt sức sư phụ ạ. À, nghe chú nói như vậy tôi mới dở lẽ và tự trách mình: ôi, sư phụ đã mắng oan con rồi. Và tôi bảo chú Sa Di: nếu con cảm thấy trong người còn yếu thì cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sư phụ khai mở cho con một pháp môn phương tiện vậy. Quý vị thấy đó,
Làm sư phụ thật không phải dễ. Lắm lúc ông sư phụ cũng bối rối, không biết nên dùng phương pháp gì để giáo hóa đệ tử cho thích hợp. Đệ tử bị bỏ đói mà ông còn rầy la trách mắng nữa. May thay, chú đệ tử này quả có dụng công tu tập thực sự. Quý vị nghĩ xem, 6-7 ngày trời không ăn gì cả, thế mà vẫn có thể cùng đại chúng tụng kinh, bái sám và đến lớp nghe giảng kinh đều đặn như thường lệ. Nếu không có công phu tu tập thì làm sao chịu đựng nổi? Cho nên, bây giờ lửa giận đã tắt, tôi cũng thấy vui mừng là có được người đệ tử biết chăm chỉ dụng công tu hành, như thế cũng không tệ lắm. Tôi mong rằng các đệ tử khác cũng đều học hỏi theo hạnh của chú Sa Di này, là tập tánh nhẫn nại, nhịn nhục, dầu bị sư phụ quở trách cho một trận cũng không việc gì. Ngoài ra, trên bước đường tu học, quý vị nhớ là đừng lo nghĩ về chuyện mình đã một ngày chưa ăn, hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày chưa ăn. Hãy gạt bỏ chuyện đó ra khỏi tâm trí. Ăn rồi với chưa ăn đều như nhau. Chưa ăn hay ăn rồi thì cũng thế. Đừng nhớ là mình đã ăn hay chưa ăn nữa. Phải quên đi chuyện ăn rồi hay chưa ăn. Như thế mới là thật sự tu đạo. Xong, nếu không thật sự tu đạo thì quý vị sẽ quên không nổi. Nếu thật sự tu đạo, thật sự dụng công thì quý vị sẽ có được định lực thật sự. Một khi quý vị đã có định lực thật sự rồi thì đừng nói là bị tôi la mắng, mà dù có bị tôi đánh đập đi chăng nữa, quý vị cũng không hề hay biết và cũng chẳng thắc mắc ai đánh tôi thế, tôi đang ở đâu vậy. Vì sao? Bởi vì bây giờ quý vị không thấy có cái tôi nữa. Khi quý vị không còn cái ngã, không còn thấy có sự hiện hữu của một cái tôi to tướng nữa, thì lúc đó mới thật là có định lực thật sự. Nếu quý vị vẫn còn cái tôi, vẫn còn nhớ rõ, hừ, ông đánh tôi, ông mắng tôi, ông nói xấu tôi đói, tôi chưa ăn cơm. Nếu quý vị chưa quên được điều này, thì định lực chưa thể nảy sanh. Nhất định phải quên nó đi, thì định lực mới có thể nảy sanh. Định lực mà nảy sanh rồi, tức là thật sự có được công phu vậy. Ha ha ha, 问三摩地所